Sau đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu về một cái dạng bài trong phần đồng biến định biến của giải tích lớp 12. Đó là dạng bài tìm m để hàm số đồng biến định biến trên một khoảng. Các dạng bài tập trước mà chúng ta đã làm được là gì? Đó là khảo sát sự biến thiên, vẽ bảng biến thiên, tìm khoảng đồng biến định biến. Rồi bài tập là tìm m để hàm bậc 3 luôn đồng biến hoặc luôn định biến. Đúng chưa? Thế rồi là tìm m để nó đồng biến hay nghịch biến trên một khoảng có độ dài bao nhiêu. Còn hôm nay là tìm m để hàm số đồng biến nghịch biến trên một khoảng đoạn nào đó. Cụ thể là đề bài yêu cầu. Ví dụ 1. Cho hàm số f bằng trừ x cũng 3 cộng 3 x bình cộng 3 m x trừ 1 m bằng bao nhiêu, hàm số nghịch biến trên khoảng 0 đến cộng 1. Đấy là một dạng bài mới. Thế thì ý tưởng liên quan đến đồng biến định biến vẫn là cái kiểu gì, vẫn là cái định lý mà hôm chúng ta học, đó là nếu f phẩy lớn hơn bằng không với mọi x thuộc k chỉ bằng không tại vài điểm thì suy ra nó đồng biến ở trên k. Còn nếu f phẩy x nhỏ hơn bằng không với mọi x thuộc k và chỉ bằng không tại vài điểm thì nó nghịch biến ở trên k. Đó, ý chính là như vậy. Thế thì vào bài mình sẽ tính f phẩy x bằng trừ 3 x bình cộng với 6 x cộng với 3 m. Mình sẽ trình bày thế này: hàm số nghịch biến ở trên cái khoảng 0 đến cộng cuối cùng khi và chỉ khi f phẩy x nghịch biến nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thuộc bằng 0 đến cộng cuối cùng, tương đương trừ 3 x bình cộng 6 x cộng 3 m nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc vào cái khoảng này. Tương đương mình bỏ cái trừ 3 đi nhé, chia 3 đi thôi, là thành trừ x bình cộng 2 x cộng m nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc 0 cộng 1. Nếu nó là một cái bậc 2 mà nhỏ hơn bằng 0 với mọi x thì nó sẽ nhắc ở đây ax bình cộng bx cộng c mà nhỏ hơn bằng 0 với mọi x ấy, thì có công thức rồi là a thì phải âm, delta phải nhỏ bằng 0. Nhớ cái này không? Nha. Nhưng bài này nó không hỏi với mọi x. Nó không hỏi với mọi x. Nó chỉ hỏi với mọi x của cái này thôi. Nên rõ ràng là mình không dùng cái công thức kia. Vậy mình làm gì? M nhỏ hơn bằng, giữ nguyên cái m bên trái, chuyển cái này sang bên phải, nó sẽ nhỏ hơn x bình trừ 2x với mọi x thuộc vào 0 đến cộng 1. Đó. Thế ý tưởng ở đây là gì? Ta phải đọc cho kỹ hộ thầy này. M nhỏ hơn bằng cái này với mọi x thuộc cái tập kia. Nhỏ hơn với mọi thì phải nhỏ hơn cái gì? Ta nghe và ta tư duy trong đầu. Cái phần này ấy, đến cái bài lớn nhỏ nhất thì sẽ dạy kỹ hơn vì nó là cả một cái chủ đề lớn ấy, rất nhiều bài tập. Nhưng ở đây ta vẫn có thể hiểu được rằng m nhỏ hơn hoặc bằng một cái đại lượng với mọi x thuộc cái kia, nhỏ hơn với mọi thì phải nhỏ hơn cái thằng bé nhất. Ta cứ hình dung là nếu mà ta cần tìm một người mà thấp hơn cả trường thì cái người đó nó phải thấp hơn cái người thấp nhất của trường. Nhỏ hơn với mọi là phải nhỏ hơn min của nó, nhỏ hơn cái thằng bé nhất. Nhỏ hơn cái thằng bé nhất thì tất nhiên là nhỏ hơn với mọi, đúng chưa nào? Đó. Thế thì ta có thể hiểu ở đây, biết này, hiểu ở đây là m
sẽ phải nhỏ hơn bằng mi của x bình trừ 2x mà xét trên 0 đến cộng vô cùng, nhỏ hơn với mọi là nhỏ hơn cái thằng này đấy. Bây giờ việc của ta là gì? Bây giờ việc của ta là gì? Là hãy đi tìm mi của x bình trừ 2x trên 0 đến cộng vô cùng. Thế thì cái gx này này mà nó bằng x bình trừ 2x, nó là một cái parabol. Ai nhớ thì ta làm parabol như 1 lên 10, còn không nhớ thì mình lại làm là g phẩy bằng 2x trừ 2, g phẩy bằng 0 thì mình giải ra x bằng 1, xong mình có bảng biến thiên x g phẩy với g, đó cũng chính là cái phần lớp 10 mà trừ vô cùng cộng vô cùng nghiệm là 1, đạo hàm là 0. Đạo hàm đây lớn hơn 1 thì nó dương, nhỏ hơn 1 thì nó âm. Mình biến đồng biến tại 1 mình thay vào 1, thay vào đây 1 thay vào nó ra chỉ 1. Thế còn thế thôi. À nhưng mà mình hỏi cái này thôi mà, không không đến cộng cùng, không đến cộng cùng, không thay vào, không thay vào đây là không, cộng vô cùng là cộng vô cùng. Như vậy khi xét từ không đến cộng vô cùng thì đồ thị nó sẽ đi như này, cái này đi xuống, cái này đi lên, cái đi xuống, cái đi lên, cái đi xuống, cái đi lên. Min là mấy? Min là trừ 1. Nó đi xuống không đi lên thì min là trừ 1, nó đi xuống không đi lên không trừ 1 đến cộng vô cùng. Đây chính là min. Được chưa? Thế kết luận ở đây suy ra x bình trừ 2x bé nhất là trừ 1 khi x thuộc 0 đến cộng vô cùng. Vậy kết quả của cả bài này là gì? M nhỏ bằng mi, M nhỏ bằng trừ 1. À, M nhỏ bằng trừ 1. Đấy chính là kết quả của cái phần vừa rồi. Sẽ làm thử việc chúng ta một cái bài nữa cho nhé. Đây, ví dụ 2. Ví dụ 2. Ví dụ 2 là cho fx bằng x mũ 3 cộng 3 x bình trừ m x cộng m cộng 2. Tìm m là hàm số nghịch biến trên khoảng 0,2, nghịch biến trên khoảng 0,2. Thế thì f phải bằng 3 x bình cộng 6 x trừ m, hàm số nghịch biến trên khoảng 0,2 khi và chỉ khi f phải nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,2 tương đương 3 x bình cộng 6 x trừ m nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc 0,2 tương đương, cái này nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc 0,2. Rồi thế thì sao? 3 x bình cộng 6 x nhỏ hơn bằng m với mọi x thuộc khoảng 0,2. Đó. Ta viết ngược lại cho dễ hiểu nhé. M lớn hơn bằng 3 x bình cộng 6 x với mọi x thuộc khoảng 0,2. Nào, đọc kỹ đi nào. Nghịch biến thì khoảng 0,2 thì f phẩy nó phải nhỏ hơn bằng 0 với mọi x. Thế xong rồi chuyển về thì được m lớn hơn bằng với mọi, lớn hơn hoặc bằng mà lại đúng với mọi. Ta nghĩ lớn hơn mà lại đúng với mọi thì mình phải lớn hơn cái thằng lớn nhất, lớn hơn với mọi mà, lớn hơn với mọi x của cùng nào. Cần tìm một người
mà cao hơn cả lớp thì người đó phải cao hơn cái thằng cao nhất. Mà khi nó đã cao hơn cái thằng cao nhất rồi ấy, chắc chắn nó cao hơn cả lớp, cao hơn mọi người trong lớp. Thế thì ở đây ta mới hiểu là m lớn bằng mắt của 3x bình cộng 6x xét trên khoảng 0,2. Đúng chưa? Thế bây giờ ta mới xem xét xem là trong cái khoảng 0,2 đấy thì mắt của nó là bao nhiêu. Chúng ta có thể xoay sở thế nào đấy cho nó nhanh ra kết quả, nhưng mà thầy sẽ làm cẩn thận là tìm mắc của 3x bình cộng 6x xét trên khoảng 0,2, coi cái gx là bằng 3x bình cộng 6x, cái g phẩy bằng 6x cộng 6 và cái g phẩy bằng 0 thì mình đại ra là x bằng -1, x g phẩy với g trừ vô cùng, trừ 1 vô cùng, 0 lớn hơn trừ 1 thì nó dương, nó âm, đi xuống, đi lên. Nhưng mà người ta xét cái gì? Người ta xét từ 0 đến 2. Từ 0 đến 2. 0 đây, 2 đây, từ 0 đến 2. Trừ 1 ở đây mà, trừ 1 ở bên trái. Xong đến 0, 0 đến 2. 0 thay vào là mấy? 0 thay vào đề bài là 0. 2 thay vào là mấy? 2 thay vào đề bài là 24. Đó. Như vậy là mắc ở đây phải là 24. Từ 0 đến 2 thì nó đi từ 0 đến 24 mà mắc là 24. Thế thì kết quả bài này vậy, m lớn hơn bằng 24. Đó. Đúng chưa? Tạm thời thì cứ cho hai cái ví dụ mẫu về cái dạng bài đó, tìm m về hàm số đồng biến nghịch biến ở trên một bảng cho trước.